Sáng ngày 7 tháng 1, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm tặng quà Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý 2020 tại tỉnh Bến Tre. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Anh Xuân, Phó trưởng ban công tác Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía tỉnh Bến Tre có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Cao Văn Trọng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phan Song Toàn, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quốc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại chương trình trao quà Tết, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre báo cáo về công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động năm 2019, cũng như công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Xuân Canh Tý năm 2020 cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ sự vui mừng trước những nỗ lực của tỉnh Bến Tre trong công tác chăm lo cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội, người có công với cách mạng, người nghèo và công nhân lao động. Hôm nay tôi thực sự là vui mừng và rất là xúc động được đến Bến Tre và tham dự cái chương trình tặng quà cho các gia đình chính sách, các gia đình chất độc và màu da cam, cho đồng bào các hộ nghèo và cho một số anh em công nhân và lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Tết Canh Tí 2020. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Bến Tre. Nhân dịp năm mới, Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể bà con hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bến Tre có một mùa xuân ấm áp, hạnh phúc. Đoàn đã trao 400 suất quà Tết, trong đó 100 suất quà do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi phần quà trị giá 1.200.000 đồng, bao gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và phần quà 200.000 đồng với tổng giá trị 480.000.000 đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình trao tặng quà Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý 2020 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.